Cái bộ đồ này á là má mang từ ở bên Mỹ về. Mà không ngờ khi mà mặc vô á, nó giống như là một con sâu đo mà cái bụng nó phân ra thành ba khúc. Khó tả. Thôi tụi anh chịu được. Mình đưa hoài nói hoài hồi xỉu luôn á. Ồ, kinh khủng. Quá trời kinh khủng. Coi. Ngoài sức tưởng tượng. Nhìn lại gọi là hết dám nhìn luôn. Giờ hết muốn nhìn tấm hình này luôn. Không, này là hình thật của chị lúc ban đầu. Đi lên là nói chung là kinh khủng lắm. Ngày đầu tiên đi lên là phải mặc một cái quần quần thun để cho nó có cái độ co giãn. Nhưng mặc cái áo là cái áo sơ mi thiệt rộng để mà che cho nó khuất cái phần bụng. Nhớ lại kinh khủng quá, tả thấy tuổi thiệt chứ. Lúc mà béo thì nói chung là toàn thân là chỗ nào cũng là nguyên một cục mỡ. Cái vùng bụng thì giống như là một cái bao lúa. Nhưng bao lúa bự. Nằm thì nó cao hơn cái mặt luôn. Ngoài sức tưởng tượng. Còn cái phần bắp tay, cái bắp tay thì giống như là cái bắp đùi của người ta. Nói chung là tả thì nghe là khủng khiếp lắm. Nhưng mà đó là sự thật nên là mình phải nói thật thôi. Cảm giác giờ nhìn lại tấm hình này là sợ dữ lắm luôn. Không bao giờ mà dám để như tình trạng này nữa. Hôm qua cái bức ảnh này là Bích chụp hồi Tết năm rồi. Thì nói chung là gia đình là mỗi năm là một cái đêm giao thừa là lúc nào cũng phải sum họp ngồi lại để chúc Tết với nhau. Trong cái đêm giao thừa đó là cũng là rất quan trọng với gia đình nên là cũng phải ăn mặc, cũng phải tươm tất. Thì không biết là sao để là gọi là đẹp thì phải bắt buộc phải chọn cho mình một bộ đồ cho nó cũng tươm tất một chút. Thì cái bộ đồ này lúc đó là mặc vừa nhất mà nó đã mập như vậy rồi. Thì giờ nhìn lại thì thấy nói chung là quá xá luôn. Không biết dùng từ gì để tả nữa. Bởi vì khi mà nhìn ảnh này thì nói là con gà mái dầu ai ta cũng chấp nhận được với cái tên. Không có quá lố, không có quá lời so với cái hình ảnh. Còn cái bức ảnh này cũng là cái hôm giao thừa luôn. Nhưng mà má nói con ơi con đi thay bộ đồ khác đi để cho chụp được nhiều cái tấm ảnh, nó nhiều cái màu sắc khác nhau để cho năm mới là mình làm ăn rồi cho nó phát đạt con. Thì cái bộ đồ này là má mang từ ở bên Mỹ về. Mà không ngờ khi mà mặc vô nó giống như là một con sâu đo mà cái bụng nó phân ra thành ba khúc. Khó tả. Để nói mất cười quá. Thì bữa nay chắc nhìn cái hình này chắc lần cuối mời mô không dám nhìn nữa. Cái bộ đồ này trong kinh khủng nhất. Nó lộ rõ hết nhất là bao nhiêu vòng là ra bao nhiêu vòng luôn. Thôi tụi anh nhiều được. Mình đưa hoài nói hoài hồi xỉu luôn á. Chắc cũng có lẽ là bộ đồ đó bộ đồ may mắn. Thì khi mà má về lúc Tết thì cái bộ đồ này là má mang về mặc, nói tuy là nhìn thấy khúc nào ra khúc đó, mình nghĩ là nó không đẹp nhưng mà nói may mắn là chắc cũng có lẽ là may mắn. Từ cái cơ duyên như vậy thì má thấy những cái phần mỡ nó lộ ra hết. Thì chính vì cái tấm hình này thì má thấy là thôi không còn thể không có thể nào để được nữa rồi. Thì từ cái tấm ảnh này mà thúc giục là phải đi giảm cân thôi con, đi giảm cân thôi, giảm. Và ngày hôm nay là hoàn toàn lột xác. Công nghệ Maxi Nanomax tài trợ 70% chi phí, giảm bao nhiêu cân tặng bấy nhiêu tiền, giảm tới 10-20kg, thực hiện 1 giờ duy nhất, không phẫu thuật, không nghỉ dưỡng. Hotline 1900 0361.